Em Quang Vững xin kính chào các bác. Hôm nay Quang Vững xin giới thiệu đến các bác một chiếc đồng hồ Odo 2410 đời 54, máy vú đồng côn lòng máng, rất là được nhiều bác săn tìm và sưu tầm từ xưa đến nay. Và đây là một chiếc đồng hồ Odo 5410 máy vú được em Quang Vững sưu tầm sách tay nguyên chiếc từ đất nước Pháp về, tình trạng còn rất đẹp và còn rất mới, âm thanh rất là chất và hay. Xin giới thiệu đến các bác đây. Nó có chiều cao là 68cm, chiều ngang là 58cm. Cái mã em để là 1625 để bác tiện theo dõi. Mặt bát giác nằm số nổi chân cải chrome còn rất đẹp, kim mình tháp. Bên dưới là kính vẽ thủy đặc trưng của Odo. Đây là cái tay nắm uốn éo rất là đẹp và cũng là dòng cùng nó sẽ khớp với cái vỏ thùng uốn cong ở đây của dòng Odo. Cái vỏ Odo ở đây các nhìn nó có bốn bông hoa dã quỳ biểu tượng cho sự hạnh phúc và giàu sang lãng mạn của người Pháp. Thưa các bác, em sẽ mở bên trong ra để các nhìn chiếc đồng hồ này. Đấy, em mở bên trong ra. Giấy tờ hướng dẫn sử dụng của nó còn nguyên bác nhé. Em đã cẩn thận lâu ngày nó đã rách rách rồi. Cẩn thận em cho vào ni lông. Khóa gông côn, khóa ninh cót, lại ninh kẹn chống tường còn đủ. Quả lắc còn khá đẹp. Mặt bát giác nằm số nổ tranh cài, bác nhìn kỹ cho em, còn cực kỳ đẹp luôn. Made in Spain được dẹp vào đây. Đấy. Côn lòng máng, bác thấy không? Đối với dòng Odo 24 thì đời 54 thì nó có hai loại côn phổ biến, đó là côn 3 số 1 và côn lòng máng. Nhưng bác thấy là côn lòng máng máy vú nó là đời cao nhất của dòng 54. Vì thế nó âm thanh của nó rất là hay, gần như dòng của gông 3610 của gông M của Odo. Mời các bác thưởng âm luôn. Đối với Odo 10 côn bính bong thì nó sẽ là chơi bản nhạc gai ca lông và Webminton đánh bính bong. Em mời các bác thưởng âm luôn. 15 phút. Rất là hay đúng không ạ? Nhà em Quang Vững thì hiện tại các bác thấy là rất nhiều các loại đồng hồ. Vì thế nhiều chiếc thì nó còn có cho nên là đánh hơi loạn âm. Mời các bác thông cảm. Thì dưới này có cần gạt. Đấy, dòng cần gạt của dòng 54. Nó gần như dòng 36. Em gạt bên trong. Sẽ chơi bài nhạc Webminton bằng truyền thống. Thấy âm thanh tuyệt vời không ạ?
Đó. Với bao cót thì còn rất là ngon, nó không có vấn đề gì cả. Chiếc đồng hồ này về bên sưu tầm sách tay thì đến nước Pháp về vẫn chạy bình thường, và em đã vệ sinh lau dầu, rất là hoạt động thêm, bảo dưỡng thêm cho nó tốt hơn. Đấy. Bây giờ em sẽ tháo bộ máy này ra để bác nhìn kỹ hơn về bộ máy này. Dòng 54 máy vú đồng thường thường ra đời sản xuất khoảng vào những năm 1930. Bác thấy đấy, chiếc đồng hồ bao nhiêu năm rồi, tính đến nay nó khoảng cũng khoảng độ gần 100 năm rồi, nhưng bác thấy nó còn rất là đẹp. Đấy, em đặt cái điện thoại xuống dưới này và rút bộ máy ra để bác nhìn kỹ hơn về bộ máy và chiếc đồng hồ Odo 54 10 côn đời cao nhất của dòng 54. Đấy, côn lòng máng đây, còn rất đẹp, 10 côn còn rất đẹp đấy, em soi cực kỳ chi tiết cho các bác xem kỹ hơn đó. Và đây em soi bộ máy đây. Đấy, bộ máy 54 máy vú bác nhìn này, hai cái vú đồng này đó, chẹn quả chám, máy số 24 dập đây này, bên cạnh là số seri này, máy cái cụ ngày xưa gọi là máy ba vách trơn này ạ, đó máy ba vách trơn, máy vú đồng rất là đặc cấp luôn, rất nhiều bác ngày xưa là sưu tầm đó, cho đến nay rất nhiều các cụ, từ các cụ ngày xưa cho đến thời nay sưu tầm. Và đặc biệt các bác thấy những chiếc đồng hồ sưu tầm từ bên châu Âu thì máy nó còn rất đẹp và chất âm rất là hay, nó khác hoàn toàn so với những chiếc đồng hồ của các cụ ngày xưa. Máy thì nó đen rồi, vỏ Việt Nam cho nên nó hay là âm không hay bằng dòng nhập châu Âu được, nhập Pháp được các bác. Các nhìn này, tiêu chuẩn của Pháp nó khác, cũng như một cái ô tô bạn đúng không ạ? Mà tiêu chuẩn châu Âu nó khác với tiêu chuẩn này, xuất sang Việt Nam. Đấy, các bác cứ nghĩ lại cho em cho đơn giản nhất. Đấy, em không công trình bài nhiều, cái da bồ còn cực kỳ tốt này các này. Đấy, da bồ còn cực kỳ tốt luôn. Đó, có thì yên tâm, em đã kiểm tra kỹ, còn cực kỳ ngon, không có vấn đề gì. Máy một trục chung, tất cả những đầu trục còn gần như là không bị gì bởi thời gian. Đấy, mặc dù được ra đời sản xuất vào năm 1930. Đấy, em xin đặt cái điện thoại xuống dưới này và nắp lại cái đồng hồ đánh cũ. Khi mà các bác sử dụng bất kỳ một cái chiếc đồng hồ nào, các bác cố gắng tháo ra, tra dầu định kỳ cho em 6 tháng một lần thì đồng hồ nó được đảm bảo sự bền bỉ rất là cao. Đấy, cũng như khi mà các bác sử dụng một cái động cơ gì cũng vậy, hay là một cái đồng hồ cơ học nào cũng vậy, chúng ta chịu khó bảo dưỡng của bền tại người thì nó rất là bền, rất là cao. Đấy, như bác thấy bằng chứng là các cụ chưa ngày xưa, như chiếc đồng hồ này được sản xuất vào năm 1930, nhưng bác thấy cho đến nay nó còn đẹp, cũng gần như mới luôn. Đấy, để mà sưu tầm tìm được những chiếc đồng hồ nguyên bản, vỏ nguyên bản của Odo, mặt còn đẹp nguyên bản của Odo, tất cả một cái đều nguyên bản, và âm thanh hay như thế này rất là khó tìm và rất là khó thấy, thưa các bác. Em xin nhắc lại cái mã em để giao lưu là 1625 để các bác tiện theo dõi. Chiều cao của chiếc đồng hồ này là 58 cm, chiều ngang là chiều cao là 68, chiều ngang là 58, và giá em cũng vẫn xin giao lưu là 180 triệu cho một tác phẩm nghệ thuật đồng hồ Odo này. Đấy, được chạm rồi, bốn bông hoa dã quỳ bên dưới cái vệ quan cực kỳ đẹp. Đấy, cùng với cái tay nắm quan uốn éo cực kỳ đẹp. Đấy, cái kính vệ sinh đặc trưng của Odo nhìn xa rất là đẹp luôn trong chiếc đồng hồ Odo này. Đấy, bác nào yêu thích xin gọi cho em. Đồng hồ cổ Quang Vững xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bác ở đồng hồ cổ Quang Vững.